Hello, Minh Yên xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thật vui vẻ. Hôm nay Minh Yên làm lại một cái clip lắc hông nhá, lắc hông sang hai bên nhá. Bởi vì lý do là Minh Yên đọc được rất là nhiều cái comment của các quý vị khán giả là vẫn chưa học được điệu đó. Làm lại thì Mỹ Yên sẽ tất cả những các video là làm lại, đấy là do yêu cầu của các quý khán giả nha. Nhiều các chị và các bạn chưa học được mà yêu cầu Mỹ Yên làm lại clip chi tiết hơn và có cách nào không, làm giờ để dễ học hơn không, thì hôm nay Mỹ Yên sẽ làm lại clip đó nha. Xin mời tất cả các chị em nào mà chưa học được thì hôm nay sẽ học lại cái điệu nhảy lắc hông sang cái bên theo clip này nhá, để cho nó dễ học hơn nhá. Rồi, Mỹ Yên bắt đầu xin mời tất cả mọi người đứng lên học cùng mình Yên nha. Chị em chùng cái gối xuống nhé, chùng cái gối xuống vừa phải thôi ạ. Rồi, nào, chùng cái gối xuống nè. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Khi cái gối xuống này, nhún xuống này, đánh lên này, nhún xuống này, bật hông lên này, nhún xuống này, đánh hông lên này, nhún xuống này, bật cái hông lên này. Đấy. Mình Yên sẽ nhún nhún theo và các bạn sẽ nhún theo Mình Yên nhé. Rồi, chúng cái khuỷu xuống xuống nào. Nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Đó, trùng xuống này, đánh sang này, trùng xuống này, đánh hông lên này, trùng xuống này. Rồi, trùng xuống này. Nhún xuống nha, xong rồi hất lên nha, đó, à, rồi, đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó. Khi mà thuộc rồi mà quen chân rồi thì quen hông rồi thì các bạn làm nhanh nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dừng. Các chị em ạ, nhún nó xuống xong đẩy cái gót chân lên nhé. Nhấn xuống đẩy cái gót chân lên. À. Khi mà cái bàn chân đứng thẳng nè, bàn chân đứng xịp xuống đất nhá, thì bắt đầu nhún xuống nè, bắt đầu nhún xuống nè, bắt đầu từ đầu nè, đẩy lên. Đẩy lên thì bao giờ cái gót chân của cái chân bên một chân, các bạn thích đẩy sang bên nào trước các bạn đẩy nhá, đẩy sang trái trước hay chân phải trước cũng vậy nhá. Khi nào đẩy sang bên trái trước hay chân phải trước cũng vậy thôi, thì đẩy bên nào các bạn cứ thuận bên nào các bạn đẩy bên đó, đẩy lên nè, đẩy lên thì gót chân đưa sang, xong hạ gót chân xuống đánh sang bên này, nhìn thấy chưa ạ? Cái bàn chân luôn luôn lúc nào cũng phải chết đất nhá. Rồi, rồi. Đó. 1 2 3 4 nhìn kỹ nhá. 5 6 7 8. Cái mũi chân ấy ạ. Cái mũi chân lúc nào cũng cũng để tiếp đất nguyên nguyên tiếp đất nguyên nhá. Chỉ như cái gót chân lên thôi ạ, đánh mỗi gót chân lên thôi nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đó, đây Bình Yên đang hướng dẫn nhé. Đang hướng dẫn là như vậy nhé. Hướng dẫn là như vậy để cho các chị là tập làm quen với cái hông, để mà
tạo cho hông nó đánh lượn sóng nhá, lượn sóng sang bên cho dễ nhá. Đó. Còn đến khi mà các bạn mà học quen rồi ấy, học quen rồi thì các bạn di chuyển nha, di chuyển này. Đấy, di chuyển trái phải nha. Đó, di chuyển này. Nhìn kỹ chân của mình Yên nha, chị em nhá. Đó. Đây ạ. Đấy. Còn khi mình Yên hướng dẫn là 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 chân luôn luôn tiếp đất nhé, chỉ đánh như có mỗi gót chân thôi ạ. 1 2 3 đó, siết cơ bụng vào nha. Tiếp tục là 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 tất cả cái phần ở trên và vai đổ xuống đây là chị em để nguyên nhé, giữ im đó, chỉ để làm quen đang học lắc cái hông nha. Đang học lắc cái hông ạ. Rồi 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Rồi. Giữ nguyên để mà học lắc cái hông nha. Mình sẽ đứng quay lại hướng cùng chiều nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 dừng. Tuy nhiên giờ đứng sẽ đứng sát lại nhìn cho dễ nha. Đứng sát nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 dừng. Các chị em cái mũi chân ấy, cái mũi chân lúc nào cũng tiếp sàn nhé. Mũi chân lúc nào cũng đặt im dưới tiếp mặt sàn, khi mình Yên hướng dẫn nó là như vậy nha, để cho chị em dễ này. Đấy, còn khi lúc nào mà vào nhạc mà làm quen học được rồi, mà nhảy nhanh rồi thì nó sẽ phải luyến nha. Luyến theo để mà chuyển động nha. Luyến theo chuyển động như các nhịp nhảy để mà chuyển động như này nha. Đó, đây ạ. Đó, đến khi mà vào nhạc rồi nhảy quen rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
5, 6, 7, dừng. Khi mà vào nhạc nhảy nhanh nó là như vậy nhé. Đó, nhảy nhanh như vậy. Còn chị em lưu ý là khi mình hướng dẫn thì hướng dẫn bước 1 nào. Bước 1 đứng một chỗ nha. Bước 1 đứng tại chỗ để hướng dẫn để cho chị em học cho dễ nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp tục nha. Tiếp tục nào. Cái gối xuống, xích cơ bụng nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bình Yên sẽ hướng dẫn từ đầu clip đến cuối clip những cái điệu nhảy lắc hông, lắc như thế nào thì các chị em cứ học theo nha. Xem lắc kiểu nào dễ thì các chị em học nhá. Thì các chị em theo nhá. Đó. Rồi, nào khi gối xuống nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Thả lỏng cái hông ra nhá. Thả lỏng cái hông ra thì để mà lắc cái sang hai bên cho dễ nhá, để đánh được sang cho dễ nhá. Nhún xuống này, xong để bật lên này. Nhún xuống này. Bật lên này. Hạ xuống này. Bật hông lên này. Hạ gối xuống này. Bật hông lên này. Hạ gối xuống này. Bật hông lên này. Hạ gối thì thẳng người vị trí cũ nha. Tiếp tục đánh sang nha. Đổi chân nào. Rồi. Đó. Hạ về vị trí cũ nha. Đổi chân nào. 1 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 tên 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 tên. Vì như tưởng tượng là khi mà ghép nhạc nhá. Đấy, khi mà ghép nhạc ạ. Đấy, khi mà ghép nhạc nhá. Tin 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 tin. Đó. Khi mà các chị em mà nhảy thạo rồi ghép nhạc thì nó nhảy nó nhàn như vậy nhá. Đó. Di chuyển nhá. Khi mà thuộc dòng ghép nhạc là sẽ chuyển động nha. Đấy. Di chuyển trái phải vòng quanh nha. Khi mà nhảy tập thể là như vậy ạ. Đó. Khi mà nhảy tập thể thì nó là như này nhá. Đó. Rồi. Bình Yên sẽ kết thúc video tại đây. Thì xin chào tất cả các cô chú anh chị. Một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng nhá. Rồi. Bình Yên làm cái clip này mà tất cả chị em và các bạn mà xem mà cảm thấy hay và có ích thì hãy ủng hộ Bình Yên, mỗi người một nút like và đăng ký kênh giúp đỡ Bình Yên nha.
Rồi, Bình Yên xin chúc tất cả các bạn thành công nhé. Bye bye, xin chào mọi người.